Trước khi đi vào nội dung buổi livestream ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến mọi người kỳ thi thử JLPT online miễn phí ở trên trang web hoặc là trên app của Dũng Modi. Không biết là mọi người đã biết tới chưa? Đó là một tháng nữa thì chúng ta sẽ bước vào kỳ thi chính thức, kỳ thi JLPT đúng không ạ? Vào ngày 1 tháng 12. Vậy thì để chuẩn bị cho cái ngày thi chính thức đó thì Dũng Modi có tổ chức 5 đợt thi thử miễn phí vào mỗi cuối tuần trong tháng 11. Sẽ bắt đầu từ thứ 6 đến kéo dài đến hết ngày Chủ nhật. Các cuối tuần luôn mọi người nhá, và sẽ bắt đầu từ tuần này đấy mọi người ạ. Từ tuần này tức là từ ngày mai là mọi người đã có thể bắt đầu vào thi thử rồi mọi người nhá. Hay, ok mọi người nhớ vào thi thử mọi người nhá. Về kỳ thi thử này thì chúng ta sẽ có bảng xếp hạng này để xem là chúng ta được top mấy. Ngoài ra thì các bạn có thể xem được sơ đồ đánh giá năng lực của mình theo từng kỹ năng luôn nha mọi người nhá, theo từng kỹ năng luôn. Và chúng ta cũng được xem lại đáp án ngay sau khi làm bài thi được chưa ạ? Và cuối cùng một cái cũng rất là hay nữa, đó là mọi người sẽ theo dõi được kết quả của các kỳ thi, tức là so sánh kết quả giữa các kỳ thi xem là điểm số của chúng ta tăng hay giảm như thế nào. Được chưa ạ? Hay, ok. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của buổi livestream ngày hôm nay. Buổi livestream ngày hôm nay thì nội dung sẽ liên quan đến phần từ vựng của level N2 nhé mọi người nhé. Nói là N2 nhưng mà các bạn N3 hay là các bạn N1 thì cũng có thể thử sức mình. Ok không ạ? Hay! Vâng, câu đầu tiên là câu số 81 mọi người nhé. Sẽ là nối tiếp của những buổi trước nên sẽ là câu số 81. Ok, có Bảo Long chọn đáp án số 1 là chữ tái đúng không? Với nghĩa là tái sử dụng. Hà Nông Định chọn đáp án số 1 này, Quang Hải 1 này, Văn Lưu 1 ạ. Số 1 là chữ tái này, ghép vào đây chúng ta sẽ có từ saidio đấy nhé. Saidio. Khá là dễ đúng không mọi người? Chúng ta chỉ cần tìm một tiền tố điền vào đây để tạo thành một cụm từ vựng có nghĩa phù hợp với nội dung của câu đúng không? Vũ Khánh rằng cũng chọn 1 ạ. Ok. Hay, câu đầu tiên của chúng ta khá là đơn giản với đáp án chính xác là đáp án số 1 mọi người nhá. Chữ tái ạ. Tái sử dụng đúng không mọi người? Tái sử dụng saidio nhá. Saidio. Câu này là gì ạ? 母は残った材料を再利用して新しいメニューを考えるのが得意だ. Mẹ tôi thì làm sao? Mẹ tôi thì rất là giỏi. Giỏi trong cái việc gì? Trong cái việc mà tái sử dụng, tức là sử dụng lại đúng không? Sử dụng những cái nguyên liệu còn thừa. Đấy, sau đó thì nghĩ ra một cái menu, một cái món gì đó nó mới. Đúng chưa? Những cái thịt thừa, những cái rau thừa, những cái gì đó nó thừa lại sau khi nấu ăn chẳng hạn các thứ. Đúng không? Sau đó thì nghĩ ra cách chế biến nó, làm nó thành một món mới chẳng hạn. Rồi, ok. Hay, cảm ơn các bạn. Các đáp án còn lại thì ghép vào đây nó sẽ không phù hợp mọi người nhá. Nên là chúng ta sẽ bỏ qua luôn. Ok, câu số 82. Câu số 82 của chúng ta cũng là một, chúng ta vừa nãy chúng ta tìm một tiền tố đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm hậu tố. Hậu tố từ đằng sau từ shukuhaku. Hậu tố đằng sau từ shukuhaku. Câu này là gì ạ? 友達の家に泊めてもらうので shukuhaku nanyani wa kakaranai. Bốn cái này thì có thể là mình điều dịch là tiền là phí được, nhưng mà quan trọng nó là cái gì cơ đúng không? Ok, bạn Mạnh Quốc chọn đáp án số 1 là kin. Quang Hải chọn đáp án số 2 là dio. Kiều Giang chọn đáp án số 3 là hi. Công Bình chọn đáp án số 1 là kin. Kim Tiến chọn đáp án số 2 là dio. Pha Lý 2 là dio. Hà Nông 3, Tây Đô 3. Không ai chọn 4. Có vẻ như mọi người đã biết cách sử dụng của đáp án số 4 rồi nên là loại bỏ được đúng không? Quân Nguyễn 4 rồi, đầy đủ 4 đáp án luôn. Mỗi người chọn 1 đáp án luôn, chắc chắn là có người đúng đúng không? Mình chia đội ha. Chia đội, mỗi người chọn 1 đáp án là kiểu gì cũng sẽ có người đúng. Rồi, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 3 mọi người nhá. Đáp án số 3 là chữ hi trong cái từ là phí. Đấy, cái từ này thì nó sẽ là cái gì ạ? Những khoản chi phí, những cái khoản tiền mà chúng ta làm sao sẽ cần phải trả và gần như là sẽ phải chuẩn bị trước đúng không? Nó là những cái chi phí cần thiết trong một cái hạng mục nào đấy. Cụ thể ở đây là gì ạ? Cụ thể ở đây là vì là tôi được đứa bạn nó cho ở lại nhà nó đúng không, nên là tôi đã không tốn cái phí hay là cái tiền gì, tiền đi ở trọ đấy. Rồi còn kin này là cũng là tiền đúng không? Nó sẽ thường nói về những cái khoản đóng góp chi trả trong những cái hoạt động nào đấy thì nó sẽ phù hợp hơn nhá. Rồi còn cái dio này thì sao ạ? Thường nói về những cái chi phí khi mà mình sử dụng những cái dịch vụ nào đấy. Cái từ mà dùng nhiều nhất là cái từ service dio ấy mọi người.
đúng không? Service điều à, cái phí cho sử dụng dịch vụ, nó thể hiện rõ nhất cái bản chất của cái từ điều này nha mọi người nhá. Cái phí, cái khoản phí thường là những khoản phí cố định nào đấy, được chưa? Được quy định sẵn à, khi mà chúng ta sử dụng một dịch vụ. Rồi cuối cùng là chữ đai thì hầu như là các bạn không chọn đúng không? Chữ đai thì thường là cái số tiền chúng ta chi trả khi mà chúng ta mua một món hàng nào đấy, hoặc là sử dụng cho cái nhu cầu cá nhân, đúng không? Rồi nhá, thường là cái daikin, cái số tiền mà chúng ta sẽ trả khi chúng ta mua hàng ấy, thì chúng ta dùng cái chữ đai này, đúng không mọi người? Ok. Đấy, tiếp theo chúng ta đến với câu số 80 bạn. Câu số 80 bạn. Câu này chắc chắn dễ đấy mọi người. Câu này chắc chắn dễ nha. Câu này một câu gỡ điểm ạ. Wa nanani no restaurant de sobo no tanjo iwai o shita. À, số 1 là tiki, số 2 là fu, số 3 là yo, số 4 là muki. Các bạn số mấy được ạ? Hay, bạn Văn Dũng chọn đáp án số 2, Kim Tuyến chọn 2, Bảo Long 2 là phong cách Nhật, đúng không? Phong cách Nhật. Rồi, nhà hàng kiểu Nhật, ok. Tây Đô cũng chọn 2, Nguyễn Môn 2, rồi không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là đáp án số 2, đúng không? Rồi, bạn Tha Lý cũng chọn 2 rồi. Chữ này là chữ phong, wafu, chúng ta rất là quen thuộc. Wafu là phong cách hay là kiểu Nhật, đúng không mọi người? Kiểu Nhật, đó. Thì, ý là chúng tôi đã tổ chức đúng hay là chúc mừng sinh nhật của bà ở một nhà hàng kiểu Nhật, đúng không? Một nhà hàng kiểu Nhật, ok chưa? Đấy, rất là chính xác, cảm ơn mọi người. Những cái khác ghép lại thì nó sẽ wa teki wa yo wa muki, không dùng nhé mọi người nhá, không ghép lại nhá, không ghép được nhá. Ok, câu số 84. Câu này là gì ạ? Sukoshi demo seikou suru kano nanani ga aru nara yatte miyo. Tầm này là tầm N3 đó mọi người, đúng không? Tầm này là N3 nhá. Đây là chúng ta cố gắng. Ok. Kim Tuyến chọn 4 ạ. Văn Dũng chọn 4 ạ. Quang Hải 4. Rồi rất là nhiều đáp án số 4 rồi. Tính khả năng. Ok. Kanose desu yo ne. Kanose desu. Mình dịch là tính khả năng hoặc dịch là khả năng thôi cũng được nhé mọi người nhá. Sukoshi demo seikou suru kanose ga aru nara yatte miyo. Nếu mà có cái khả năng thành công dù chỉ một chút thôi thì yatte miyo, thì cứ làm thử đi, đúng không? Cứ thử đi. Đấy, tức là dù chỉ có một chút cơ hội để đỗ N2, để đỗ N1 thôi, thì nhưng mà mình cứ thi thử đi đã, kiểu vậy. Ok chưa? Chúng ta sẽ tiếp sang câu số 85. Ima no shigoto o yamete e jibun no kaisha o tsukuru nanani o shita. Số 1 là ketsubetsu, số 2 là ketsin, số 3 là kết cô và số 4 là kết sang. Rồi bạn Văn chọn đáp án số 2 là kết sinh. Tây Đô 2 quyết tâm. Rồi Thảo Linh cũng 2. Vũ Khánh 2. Ok. Rồi. Hay. Ni ban desu. Kết sinh. Desu ne. Kết sinh. Có nghĩa là quyết tâm. Quyết tâm. Câu này là gì ạ? Tôi đã quyết tâm làm gì đấy? Nghỉ việc. Nghỉ công việc hiện tại và mở công ty của riêng. Của riêng mình. Đúng không? Làm hay mình dịch là mở công ty đó, đúng không? Ok, được chưa? Ketsin, quyết tâm. Còn cái từ ketsubetsu đó là gì ạ? Là cái việc chia xa, chia cách nhau một thời gian dài nhá mọi người nhá. Chia xa, chia cách nhau một thời gian dài, được chưa? Rồi, còn cái từ kekko nói về những cái hành động rất là cương quyết, dứt khoát, được chưa nào? Và cuối cùng là ketsang. Ketsang là quyết toán, dịch theo Hán Việt thôi nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 86. 86 ạ. Đều là chữ Hán quen thuộc đúng không? Yoru osoku kaeru toki wa nanani shite kurai michi o toranai yo ni shiteru. Số 1 là bohan, số 2 là yojin, số 3 là yobo, số 4 là boshi. Rồi. Các bạn sẽ chọn được đáp án số mấy ở câu này ạ? Những chữ Hán người ta cũng cố gắng lừa chúng ta đúng không? Tức là sử dụng những cái chữ Hán khá là giống nhau. Rồi có bạn Thanh Quý chọn 2 ạ, Huỳnh Vi chọn 2, Phạm Chính chọn 4, 2 là gì ạ? 2 là Yojin, 4 là Boshi nhé. Kim Tiến 3, 3 là Yobo. Văn Dũng 3, Hân 2, Mạnh Quốc 2, Quang Hải 2. Tỷ số đang nghiêng về đáp án số 2. Ok, tỷ số đang nghiêng về đáp án số 2, bạn Văn cũng chọn 2 ạ. Rồi. Khi mà về muộn vào lúc đêm khuya ấy thì thế nào đấy, đúng không?
cố gắng thế nào đấy không đi qua những con đường tối, không có đèn điện các thứ ấy, tối tăm ấy, đúng không? Hai, dạ, một tay ba, nhì bon desu, yojin desu ne. Mọi người lưu ý cách đọc của từ này nhá, lưu ý cách đọc bởi vì có khi là đi thi mọi người sẽ gặp phải nó ở trong phần kanji. Cách đọc của nó là yojin, jin nhá, không phải là xin. Ok chưa? Yojin nhá, yojin là cẩn trọng, cẩn thận nhá, cẩn trọng. Rồi, khi mà đi về, khi mà đi về muộn vào lúc nửa đêm, ban đêm ấy, thì hãy cẩn thận, cố gắng không nên đi qua những con đường tối. Được chưa? Ok chưa? Nhá. Con số 1 là gì ạ? Bô hăng. Bô hăng là phòng tránh tội phạm mà. Hăng là trong hăng nhìn này mọi người. Đúng không? Chữ phòng này trong từ xe dự này là phòng tránh này, phòng tránh tội phạm đấy. Bô hăng camera của cả. Nhá, cái camera chống trộm đấy. Người ta gọi là bô hăng camera. Nhá. Rồi số 3 là yobo. Yobo là dự phòng, phòng ngừa. Yobo chiêu xạ ấy, tiêm phòng đấy. Đúng không? Rồi số 4 là gì ạ? Boshi. Boshi là gì? Cũng là ngăn ngừa, phòng tránh, đúng không? Được chưa? Hai. Ok, dạ, tsugi. 87번. Con này hơi dài một chút xíu, nhưng bốn đáp án thì không hề khó. Nếu mà các bạn có theo dõi những livestream trước thì những cái từ vựng này có lặp lại rồi nha mọi người nhá. Có lặp lại rồi và cũng sắp xuất hiện ở trong các đáp án trước mấy lần rồi đó. Không biết là các bạn còn nhớ không? Rồi. 読んだ本を捨ててしまうのは何々から学校の図書室に寄付した. Ok, có bạn Tha Lý chọn đáp án số 2, bạn Quý chọn 1. Một là gì ạ? Một là mốt tay này, hai thì là yamu e này. Văn Dũng 3, 3 là gì đấy ạ? Mitomo này. Đây đã, cái đáp án này từng là đáp án của một câu trước đấy rồi ha. Nên là cái việc mà chúng ta luyện đề, luyện đi, luyện lại, chúng ta sẽ lặp lại rất là nhiều những cái từ vựng đã gặp ở những đề trước. Cũng là một cách để chúng ta ôn từ vựng, mọi người nhá. Anh Quốc 1, con Nguyễn 1, ok. Hay, rồi, chiban desu. Mốt tay này mọi người nhá, mốt tay này là lãng phí, đúng không? Lãng phí. Thì câu này rất là đơn giản, cái việc mà vứt đi những cuốn sách mà mình đã đọc ấy, nó là một điều rất là lãng phí. Thế nên là làm sao? Tôi đã quyên góp, đã tặng nó cho phòng đọc sách của trường, đúng không? Mình đọc xong rồi mình không vứt đi, mà mình quyên góp, mình tặng cho phòng đọc sách của trường để cho các bạn học sinh khác hoặc là những cái đàn em khác có thể đọc, đúng nào? Ok chưa? Đấy rồi, rất là cảm ơn bạn Minh Vi, Bảo Long, bạn đã comment ý nghĩa của cả câu nhá. Vậy thì đáp án số 2 là gì ạ? Yamu e nai là buộc phải, đành phải làm một cái gì đấy. Có ép không ạ? Không, đúng không? Rồi, số 3, mitomo nai là khó coi, mất thể diện nhá. Và số 4 là gì? Thon demo nai, cái này thì chắc là mọi người đều biết, đúng không? Không có gì đâu, không có gì. Thon demo nai desu, đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 88. Câu số 88, một con số khá là đẹp đúng không? Cố gắng gỡ điểm ở câu này nhé mọi người nhá. Rồi, nani nani no fuchui ga daijiko o maneku koto mo aru. Số 1 là gì ạ? Issho. Số 2 là ichio. Số 3 là ittan. Và số 4 là ishun. Rồi, bạn Hà Nông chọn đáp án số 4 là ishun. Huỳnh Vi 4 ạ. Kim Anh 4. Ok, 4 番 desu. Né, ishun. Ishun, trong một khoảng thời gian ngắn, trong một khoảnh khắc. Đúng không mọi người? Trong một khoảnh khắc. Rồi, Thùy Linh, Thoa Lý, Vũ Khánh đều 4 hết rồi đúng không? Ok. Ishun no fuchui ga, tức là cái sự bất cẩn trong một khoảnh khắc rất là nhỏ thôi, 1 giây, 2 giây thôi chẳng hạn, đúng không? Thì đôi khi, đúng không? Đôi khi cũng sẽ gây ra những cái vụ tai nạn rất là lớn. Đấy, bất cẩn 1-2 giây thôi là có. Đôi khi cũng sẽ gây ra những cái sự cố rất là nặng nề, những cái tai nạn rất là lớn, đúng không mọi người? Đó, ok, rồi chỉ 1 phút không chú ý thì cũng có thể gây ra tai nạn lớn, rất là hay ạ. Ok, cảm ơn mọi người nha. Ishu, một khoảnh khắc, đúng không ạ? Một thời gian ngắn nhá. Số 1 là gì? Isho là cả đời, một đời, đúng không? Số 2 là ichio là tạm thời. Và số 3 là itan là một khi nhá, một khi. Ừ. Hay, ok. Câu số 89. Kare no jōdan ga omoshirokute sensei mo classmate mo nanani waratta. Câu chuyện của chúng ta thì khá là rõ ràng rồi, đó là cái câu chuyện đùa của cậu ấy thì rất là thú vị và cả thầy giáo, cả cô giáo và cả các bạn học sinh trong lớp đều cười thế nào đấy. Đúng không? Chỉ là tìm thêm một cái từ để miêu tả cái điệu cười đấy thôi. Còn cười thì chắc chắn là cười rồi. Rồi. Số 1 là sato, số 2 là dotto, số 3 là hatto, số 4 là jitto.
Rồi ở câu này có bạn Huỳnh Vi chọn đáp án số 2, quốc sàng 2, thoa sàng 2. Rồi đáp án chúng ta chính xác là đáp án số 2 mọi người nhá. Dotto varatta. Dotto varatta. Được chưa? Dotto thực ra bản chất của nó là đột nhiên. Nhưng khi nó đi với dotto varau thì là kiểu cười ầm lên. Cười ầm lên nhá. Rồi cười ầm lên được chưa? Còn cái từ satto là nhanh, nhanh. Còn hatto là gì ạ? Là sửng sốt, là ngạc nhiên. Và cuối cùng là gì đấy? Jitto đúng không? Jitto là Jitto có thể nói về cái việc Jitto miru chẳng hạn. Jitto miru là nhìn chăm chăm. Hoặc cũng có thể là cái từ Jitto này thể hiện cái việc là bất động, đứng im không làm gì cả. Nhá, đứng im không làm gì cả. Ok chưa nào? Ok nhá. Rồi, cười ầm lên đúng không? Cười ầm lên. Ấy, ok. Tiki. Câu số 90. Câu số 90 chúng ta có gì ạ? Ôi, 家電製品は毎年何々と新製品が発売されている. Ừ, số 1 là dục dục, số 2 là chắc chắc, số 3 là hara hara, số 4 là mago mago. Sẽ có những từ mà chúng ta đã rất là quen thuộc rồi đúng không? Chúng ta có thể sử dụng phương pháp loại trừ nhau hoặc là chọn luôn đáp án đúng nếu thấy cái từ vựng chúng ta đã biết đấy nó là một từ vựng quen thuộc và phù hợp với câu. Ok chưa? Hình đi chọn 2 này, 2 là gì đấy ạ? Chắc chắc đúng không? Kim Anh chọn 1, 1 là dốc dốc. Các bạn đang phân vân giữa 1 với 2 đúng không? Rồi, Văn Dũng cũng 1. Hai chi bang des. Dốc dốc des ne. Nó chính là chữ Hán là chữ tục ấy. Chữ tục. Nối lại hai lần thành dốc dốc đúng không? Là liên tục. Liên tục. Thì đây là những cái sản phẩm đồ điện gia dụng ấy mọi người. Kaden se hin des ne. Thì hàng năm nó đều liên tục được bán ra những cái sản phẩm mới, tức là những cái sản phẩm mới nó liên tục được bán ra. Năm nào cũng thấy mẫu mới, năm nào cũng thấy mẫu mới, kiểu như iPhone đó mọi người. Mỗi năm một đời, đúng không? Năm nay 16 rồi, năm sau là 17, rồi lại 18. Kiểu thế mỗi năm một cái mới nó ra, được chưa? Ok, còn chắc là gì? Là cái sự vững chắc, là cái sự ổn định. Nhá. Hara hara là cái sự sốt ruột. Được chưa? Sốt ruột, lo lắng. Số 4, mago mago là gì đấy? Rồi, mago mago là cái sự lúng túng nhá mọi người nhá. Lúng túng, được chưa? Ok. Rồi, vẫn như thường lệ thì sẽ là khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc. Và thời điểm này thì đã rất là sát ngày khai giảng rồi. Chính xác là ngày khai giảng vào ngày 4 tháng 11, tức là thứ 2 tuần sau mọi người ạ. Thứ 2 tuần sau lịch học vào 24/6 mọi người nhá. Còn một tháng nữa thôi, cũng rất là gấp rút đến kỳ thi rồi. Nếu mọi người muốn nâng cao số điểm của mình hoặc là còn chưa nắm bắt được chính xác cách làm các dạng đề thì có thể tham gia khóa luyện đề cấp tốc. À, một cấp tốc, khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc với 3 level là N3, N2 và N1 nhá. N3, N2 và N1. Chúng ta sẽ học các tối 24/6 học trực tiếp qua Zoom với 4 giáo viên ở trên màn hình. Hay. Rồi chúng ta sẽ có 12 buổi và học tổng hợp tất cả các cách giải từng dạng đề một nhá. Mục tiêu của chúng ta là sẽ tăng 20-30 điểm. Được chưa? Ưu đãi thì vẫn sẽ được tặng một bộ ebook và được tặng kèm một khóa luyện đề online trị giá 900.000 đồng. Và quan trọng là cam kết đỗ nhá. Không đỗ thì sẽ được học lại ở khóa tiếp theo. Ok. 次, 91番. 91番 です. 冬の登山は危険と何々? 合わせだ. 危険と何々? 合わせだ. Chúng ta sẽ có được đáp án số mấy ạ? Số 1 là 向かい. Số 2 là 隣. Số 3 là 抱き. Số 4 là 並び. Con này hơi khó một xíu ha. Con này hơi khó một xíu. Không biết thì chúng ta làm gì ạ? Đoán mò. Đoán mò nhá. Rồi ok. Không biết câu nào thì chúng ta hên xui câu đấy. Ok chưa? Văn Dũng chọn 3. Bạn Dũng chọn 3. Daki awase. Vi rằng chọn 1 là mukai awase. Có tất cả rồi. Ai rồi cũng sẽ có người đúng thôi đúng không? Thông báo với mọi người là có người đúng rồi nhá. Bởi vì là đáp án nào cũng có người chọn rồi. Ừ, có người đúng. Rồi Quân Nguyễn chọn 2. Rồi ok, yeah. Nhi bằng desu ne. Nhi bằng desu. Cận kề nguy hiểm. Cạnh nhá. Tonari bên cạnh đúng không? Tonari awase. Tonari awase là bên cạnh. Kề sát, cận kề. Được chưa? Đó, cận kề hay là liền kề cũng được. Cái việc mà leo núi vào mùa đông đúng không? Leo núi vào mùa đông ấy thì nó làm sao? Nó đi kèm, nó đi liền với sự nguy hiểm. Đấy. Nó đi liền với sự nguy hiểm. Thì đấy là cái động từ phức thori awaseru nhá mọi người nhá. Thori awaseru. Còn mukai awase là đối diện, đối mặt nhau này.
hoặc là hai cái gì đó đối diện nhau ấy, được chưa? Rồi, chứ nó không phải cái nghĩa đối diện giống như tiếng Việt của mình là đối diện với nguy hiểm. Đối diện là kiểu hai người hay hai cái thứ gì đó đối diện nhau như này. Đó. Còn daki awase là gì ạ? Daki awase là cái việc mà chúng ta bán kèm, thường là bán kèm những cái sản phẩm. Những sản phẩm hot thì người ta bán kèm những cái sản phẩm mà kiểu hơi lỗi thời một chút, nói là tặng kèm ấy, nhưng mà thực ra là tính vào trong giá vào rồi. Nhá, daki awase. Còn cái này thì không ghép. Không ghép lại không có nghĩa. Được chưa nào? Ai kiju ni ban desu. Câu này dễ nha. Câu này dễ nha. Câu này gỡ ạ. Câu số 92 ạ. Itsu demo okekusama no go iken o nani orimasu. Orimasu. Kim Anh 1 nha. Bảo Long 1, Vân Sàng 1. Ok. Bảo Quỳnh 1 này. Rồi, không thấy tranh nhau các đáp án rồi. Giờ tập trung đồng lòng. Đồng lòng ha. Kim Tiến 1 luôn. Không ai đáp án khác ha. Hiền Sàng 1 rồi. Ichiban desu. Chúc mừng tất cả các bạn đã đồng lòng và giành được chiến thắng trong câu số 92. Uketamawaru đúng không? Là tiếp nhận. Tiếp nhận. Tức là chúng tôi thì luôn luôn tiếp nhận ý kiến của khách hàng bất cứ lúc nào. Itsu demo, đúng không? Bất cứ lúc nào. Orimasu đây nó chính là imasu đúng không? Khiêm nhường ngữ. Uketamawatte imasu. Đó. Rồi. Nó là tiếp nhận được chưa? Tiếp nhận giống kiểu ukeru ấy. Con số 2 là gì ạ? Tazusawaru. Tazusawaru là gì? Là làm một công việc gì đó liên quan đến cái gì đấy. Nhá. Làm một cái gì đó liên quan đến. Thường liên quan từ nhí. Rồi, số 3 là sororu. Sororu là gì ạ? Sororu là tập hợp đầy đủ. Soroteru. Nè, tập hợp đầy đủ như kiểu là thành viên tập hợp đầy đủ, gia đình tập hợp đầy đủ. Còn số 4 là utagau thì dễ rồi. Nghi ngờ đúng không? Nghi ngờ. Ok. Hai, ok. Câu số 93. Câu số 93. Toàn kanji, cứ thấy là thấy kanji là thấy dễ không mọi người? Dễ mà. 来週明けから1週間お休みを何々ことは可能でしょうか可能でしょうかそもそも頂戴する、そもそも調和する、そもそも調和する、そもそも調整する、どんな調整調子もら关照、どんな关照の調子なお調子なうん、ゾンさんもビデオもはい答えは一番です。頂戴する。ね、頂戴する。にゃん気分にもらう、今が。どうしようだっていうの liệu em có thể 可能でしょうか đúng không? Liệu em có thể xin hay là nhận kiểu thế? Liệu em có thể xin nghỉ một tuần từ đầu tuần sau được không ạ? Tức là từ đầu tuần sau cho em nghỉ một tuần được không? Đúng không? Cho em xin nghỉ một tuần bắt đầu từ đầu tuần sau được không ạ? Kiểu thế. Rồi, số 2 là gì ạ? Chowa. Chowa là cái sự điều hòa. Điều hòa làm sao cho nó phù hợp. Số 3 là gì ạ? Choho suru. Choho suru với cái cách đọc này nó sẽ mang cái nghĩa là tiện ích, tiện lợi. Nhá. Tiện ích tiện lợi có ích. Giờ nó còn có một cách đọc khác nữa đấy là juho. Juho thì nó sẽ mang nghĩa là những cái món đồ quý giá quý báu. Được chưa? Juho. Đó. Rồi còn gì nữa nhỉ? Chose, chose dễ rồi, là điều chỉnh. Điều chỉnh nhiệt độ các thứ chẳng hạn đó, đúng không? Ok, 94 番 です. À, con này là gì ạ? 最近は規則正しい生活になり、何々らしい生活を送ってる。うん、はい。そうだ。đọc các bạn đọc thử từ này xem đọc là gì nhá. Thứ hai, rồi để xem đọc thử từ này từ gì. Số 2 là jin se, số 3 là mikata, số 4 là ningen. Hàn Ông 1 này, Phương Anh 1 này, Kim Anh 1 này, Kimmy 1 này, Văn Dũng 1 này, Hoa Sàng 1 này, Vi Đào 1 này. Toàn 1 hết hả? Hả? Sao mọi người chọn 1 hết? 1 là gì? Otona đúng không? Ừ đúng rồi, Otona. Người lớn. Có khi nào nó là một cái khác không? Ừ. Rồi, Hằng Trần chọn 2. Jin xe. Jin xe hả? Nào, câu này vẫn còn cơ hội cho những bạn khác. Hoặc vẫn còn cơ hội cho những bạn muốn quay xe. Xin mời các bạn suy nghĩ tiếp vấn đề. Sống một cuộc sống đúng với cái bản chất, nó không bị lệch lạc đi ấy, mọi người. Kiểu otokorashi rất là manly, rất là nam nhi, rất là đàn ông ấy. Đó. Đừng nào một em hoang mang à. Cho cơ hội quay xe mà. Mình phải có những câu hoang mang nhất đúng không? Hương Quỳnh 3 này, Tha 3 này, Hiền Sàng 4, Dung 4, Mỹ 4, Phương Anh 4, Văn Lưu 4, Quốc 4, Vi Đào 4. Ừ. Rồi, thoát khỏi đế chế 1 rồi đúng không?
Rồi, ok, bước ngoặt của chúng ta nằm ở đây nhá, số 4 nhá, thấy chưa? Có lừa đâu, đúng không? Dẫn dắt rất là đúng đắn. Ừ. Rồi, ô tô là người lớn. Người lớn, đúng không? Rồi, số 2 Jinse là cuộc đời. Số 3 Mikata. Mikata chắc là mọi người sẽ loại bỏ được ngay thôi. Mikata là gì? Là đồng minh. Đồng minh, đúng không? Số 4 là Ningen, là con người. Thì câu này chúng ta sẽ hiểu là gì ạ? Gần đây thì tôi đã gì đấy, tôi đã có một cuộc sống, tức là tôi đã sống một cái cuộc sống làm sao quy củ hơn, đúng quy củ, đúng quy tắc hơn, đúng không? Nó ningen dashi hơn, giống cuộc sống của con người hơn, ra dáng con người hơn, không kiểu gọi là gì nhỉ, hành hạ bản thân, thức đêm rồi dậy sớm các thứ nữa đấy, kiểu như thế nhá. Nó một cách kiểu nó hơi hơi sùng sã hơn một chút, là nó sống giống giống con người hơn, đúng là con người hơn, chứ không phải là giống như kiểu trâu bò đi cày suốt ngày suốt đêm nữa đó. Rồi quay xe liên tục, chúc mừng các bạn quay xe đúng nhá. Câu số 95, câu này không lừa, câu này không lừa. Rồi nói được câu rồi nè. Project ni shippai shi, kaisha wa nanani tiki jōkyō da. Do kiểu đó. Số 2 gai, số 2 hạ cây, số 3 là kỳ kỳ và số 4 là dư đầy. Văn dụng 2, Bảo Long 3, nguy cơ. Vân Sàng 2, Hoa Dương 4, Kim Anh 2. 2, 3, 4 rồi. Còn cái thằng số 1 là loại bỏ được đúng không mọi người? Không ai chọn 1 đúng không? Kim Anh 2. Dịch qua câu này nhá. Dịch qua câu này này. Được nhỉ? Thất bại trong một cái dự án ở đấy. Và công ty thì ở cái trạng thái mang tính gì? 3 chấm. Phương Anh chọn 3 là nguy cơ. Nó còn phải đi với Teki nữa mọi người. Nó còn phải đi với Teki nữa, chứ không phải là cứ điền vào đấy nó đúng nghĩa là được đâu. Hằng Thằng chọn 2, Quân Sàng 3, Tiến Mạnh 3, Văn Lưu 4. 4 là gì đấy? Jiu Dai. Jiu Dai Teki Jo Kyo Da. Là gì? Sao có thể thế được? Ai? Samwang desu. Kiki. Kiki Teki. Nhé. Nguy cơ. Thất bại trong một cái dự án nào đấy và công ty thì đang đứng trước một cái nguy cơ, đang ở trong một cái tình trạng rất là nguy kịch, nguy cơ đúng không? Rồi. Kikiteki. Sai gai là gì ạ? Sai gai là những cái thảm họa thiên tai đúng không? Thảm họa thiên tai. Hà cai là cái việc phá hủy. Phá hủy mà đúng không? Phá hủy, phá hoại. Tình trạng phá hủy phá hoại cũng không đúng, hà kai teki thì cũng không phù hợp đúng không? Còn jiu dai là to lớn, tình trạng to lớn thì là tình trạng gì đó? Desu ne, ok chưa? Rồi hai, câu số 96, câu số 96. Rồi câu số 96 của chúng ta là gì? Câu này phải thật sự lưu ý nhá, đừng có điền ý nghĩa phù hợp vào là được nhá, phải thật sự lưu ý về mặt ý nghĩa của nó. Kanon so no benkyou hōhō dewa yatte nai, 3 chấm. Số 1 là wakawakashi, số 2 là fusawashi, số 3 là hanahadashi và số 4 là hitoshi. Thật sự lưu ý về ý nghĩa của nó, đặc biệt là cái đoạn cuối ấy. Được chưa? Chứ đừng chỉ dịch một cách mơ hồ rồi chọn đáp án, tại vì cái ý nghĩa của nó nhiều khi dịch mơ hồ vào nó sẽ đúng được đấy. Có khả năng đúng. Nào, Vân Sàng chọn 1 ha. Suy nghĩ kỹ chưa? Mọi người nhá, những khi mà đi thi ấy, mọi người có thể làm theo cái cách này, tức là khi mà làm đến câu này mọi người có thể là làm theo cái sự gọi là cái trí nhớ của mình, hoặc là cái sự lựa chọn của mình hên xui nếu mình không biết ấy. Đấy. Nhưng mà mọi người hãy cứ gạch tích chéo của nó một phát ở trên đề. Ở trên đề để làm gì ạ? Để mà trong cái trường hợp cuối giờ chúng ta có thời gian, chúng ta quay lại chúng ta xem một lượt, xem đến lúc đấy kiểu nghĩ lại. Nghĩ lại xem mình có nhớ ra cái gì không. Nếu mà thực sự không nhớ ra cái gì nhá, tất nhiên là đừng có quay xe làm gì cả. Đừng có mình thấy cái này đúng hơn, không, chẳng có gì thấy cả. Đừng có thấy, quay xe thường sai. Đừng có thấy. Trừ khi là mình nhớ ra hẳn, với tự nhiên trong đầu nó lóe ra một cái ánh sáng nào đấy của tri thức thì nó đấy, hãng quay xe nhá. Nhưng mà mình cứ gạch vào, nếu mà có cơ hội thì mình xem lại, không có cơ hội thì ok mình cũng đã lựa chọn trong khả năng có thể rồi đúng không? Nào đâu rồi, nào 1, 2, 4, thấy đáp án đúng rồi, suy ra đáp án số 3 sai đúng không? Đáp án số 3 cũng dễ loại trừ mà đúng không? Vậy thì cái nào đúng ta? Cái nào đúng nhỉ? Wakabakashi, Sawashi và Hitoshi. Để ý đến cái này này, với đúng không? Với cái việc không làm, cái gì với cái việc không làm đó, dịch ý nghĩa của những cái từ này ghép vào cái này nó sẽ ra ngay đúng không, nó sẽ ra ngay. Và bakabakashi là gì ạ? Là sự ngu ngốc, là sự ngớ ngẩn
ngớ ngẩn với cái việc không làm à? Có phù hợp không? Ngu ngốc với cái việc không làm à? Đúng không? Số 2 là sao chị phù hợp với cái việc không làm? Có ai nói vậy không ạ? Hay là ngang bằng, ngang với cái việc không làm, bằng với việc không làm? Cái phương pháp học của ấy thì ngang với việc không học luôn. Hợp lý không ạ? Được chưa? Nhớ không bằng des hitoshi nè, chữ đẳng hitoshi, được chưa? Ngang với, bằng với, ngang với việc không làm. Cái phương pháp học đấy thì ngang với việc không học luôn. Đúng chưa? Ừ. Nhớ không bằng nè, đây là sự ngu ngốc ngớ ngẩn. Ba cả mà. Chẳng qua là gấp đôi sự ba cả đây thôi. Rồi. Sự sawashi là phù hợp nhá, phù hợp với cái gì đấy cũng đi với trợ từ nhí, nhưng quan trọng ở đây về trước của nó là gì ạ? Yatte nai. Không thể nào nói phù hợp với việc không làm được, đúng không? Và cái này hanashi là gì? Là kinh khủng, vô cùng, rất. Đó. Hai. Rồi câu số 97 mọi người ơi, câu số 97. Ochikan o itadaki. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Câu này dễ quá. Nào mọi người nổ đáp án đi, nổ đáp án đi, chúng ta gỡ điểm câu này. Câu này phải đúng hết nha mọi người. Phải đúng hết. Số 1 là dippana, số 2 là juyona, số 3 là idaina và số 4 là kichona. Kim Anh 4, quý trọng. Phương Anh 4, thời gian quý giá. Ok. Hai, 4 bang desu. Kichona o chikan o itadaki. Arigatou gozaimashita. Kiểu thế, rất là cảm ơn mọi người vì đã dành cái thời gian rất là quý báu của mình để xem livestream của Sensei chẳng hạn nhá. Hoặc là để đến đây tham dự cái buổi tiệc ngày hôm nay với chúng tôi chẳng hạn. Kiểu như thế. Được chưa? Kichona o chikan o itadaki. Arigatou gozaimasu. Đây là một câu rất là quen thuộc nha mọi người nhá. Rồi, nippa là gì ạ? Lộng lẫy lè lẹt các thứ đúng không? Còn số 2 là gì ạ? Juyona là trọng yếu. Trọng yếu là những cái thứ gì đấy quan trọng. Số 3 là idai. Vĩ đại đúng không? Biết là Hán Việt thôi. Vĩ đại. Hay, ok. Câu số 98. Chúng ta bắt đầu với một câu katakana. Chōki kyūka chū wa seikatsu nanani ga kuzure gachi da. Đây là một thực trạng. Đây là một thực trạng. Thường hay gặp. Số 1 là rhythm, số 2 là tempo, số 3 là speed, số 4 là balance. Rồi, Tiến Mạnh chọn 4, balance. Bảo Long 1, nhịp điệu cuộc sống. Kim Anh 1. Nào, phe 1 hay phe 4 đâu mọi người? Trần Vinh 4, Văn Dũng 1, Phương Anh 1. Bảo Quỳnh 2, có thêm 2 nữa là tempo. Đi Đào 1, Tha Sàng 4. Hai phe đang mạnh nhất là phe số 1 và phe số 4 nha. Ok rồi, trước tiên cảm ơn rất là cảm ơn bạn Bảo Long đã comment rất là đầy đủ ý nghĩa của bốn đáp án. Đầu tiên đáp án của chúng ta là đáp án số 1 nhá. Đi dư mự là cái nhịp điệu của cuộc sống. Cái nhịp của cuộc sống nó bị làm sao? Nó bị phá vỡ, bị sụp đổ ấy các thứ, đúng không? Tức là trong những cái kỳ nghỉ dài ấy thì thường là cái nhịp cuộc sống của chúng ta nó sẽ bị làm sao? Nó sẽ bị phá vỡ. Bình thường chúng ta 7 giờ dậy đi làm, chiều 5 giờ về, tối 9 giờ đi ngủ chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà kỳ nghỉ dài một cái là 12 giờ trưa mới dậy, 1 giờ đêm mới đi ngủ, kiểu thế, đúng chưa? Ok, tempo là gì ạ? Nó cũng là nhịp, nhưng mà là nhịp phách trong âm nhạc ấy, đúng chưa? Và nó sẽ bằng một cái từ hayasa, nói về cái tốc độ nhanh chậm trong âm nhạc nhá, hayasa. Còn speedo là gì? Là cái tốc độ chạy ấy, chạy nhanh chạy chậm ấy mọi người. Balance là gì ạ? Là sự cân bằng về ê dồ, đúng không? Là dinh dưỡng. Được chưa nào? Câu số 99 nhé mọi người nhá. Câu số 99. Ano hito wa jikan ni nanani de itsumo okurete iru. Okurete kuru. Số 1 là rosto, số 2 là ruzu, số 3 là speed, số 4 là wild. Tiến Mạnh ruzu, Hoa Dương 2, Thoa Sàng 2, rồi, Thăng Sàng 2. Không thay đổi đúng không? Rồi, không thay đổi thì đúng rồi đấy. Ruzu nhá. Jikan ni ruzu là lỏng lẻo về thời gian đúng không? Thì đây là cái người đó thì kiểu không tuân thủ thời gian ấy. Cái từ ruzu là sự lỏng lẻo nhá, không tuân thủ thời gian. Nên là và rất là thường hay đến muộn. Rồi, vậy thì còn những đáp án khác thì sao? Chúng ta có đáp án số 1 rosto. Rosto là đánh mất nhá, đánh mất. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo số 3 speed là sự nhanh nhẹn. Còn số 4 là wild độ là cái sự hoang dã. Ok. Tiếp theo. 最後 です. 100番. 100番 です.
Vẫn là một câu katakana nhưng mà cũng khá dễ thôi mọi người. Cũng là một từ vựng rất là quen thuộc với mọi người rồi nhá. Nisen nen dai wa idol nanani ni natta. Số 1 boom, số 2 là call, số 3 là zoom và số 4 là buke. Bảo Long 1 bùng nổ. Pha sang 1 luôn. Rồi, Văn Lưu 1. Rồi, mọi người chắc chắn hết rồi thì ai còn dám nói gì nữa đúng không? Ừ, boom là cái sự bùng nổ. Bùng nổ về gì đấy? Idol, idol đấy. Đấy. Mọi người bắt đầu chìm đắm trong các bộ phim thần tượng các thứ đấy, đúng không? Ừ, thời điểm bắt đầu từ những năm 2000. Đó, thời đấy là các ngôi sao Hàn Quốc các thứ ấy, phim tình cảm các thứ kiểu kiểu thế đúng không? À, câu này không hiểu chữ nào mà. Ok, thế thì mình sẽ cùng nhau học thêm vài từ katakana nhá. Boom là bùng nổ này. Koru. Koru là gì? Koru là gọi. Nhá, gọi. Còn zoom. Zoom đấy mọi người, zoom phóng. Phóng to. Ừ. Còn buke là một cái bó hoa. Bó hoa. Được chưa nào? Hay. Ok, và câu này cũng là câu cuối cùng của buổi livestream ngày hôm nay rồi. Không biết là mọi người đúng nhiều không? Mọi người có thể comment số câu đúng của mình xuống phần comment đúng không ạ? Và xin phép được nhắc lại một lần nữa đấy là bắt đầu từ ngày mai là trên website và trên app của Dũng Modi đã bắt đầu có thi thử miễn phí rồi. Mọi người nếu mà chưa có tài khoản của Dũng Modi thì có thể đăng ký miễn phí nhé để vào thi. Chỉ cần đăng ký một tài khoản thôi, sau đấy là các bạn có thể vào thi và xem được đáp án, xem được điểm rồi rất là nhiều thứ. Ok? Hay! Live lúc mấy giờ vậy ạ? À? Livestream này sẽ bắt đầu lúc 19 giờ nhá, pha sang nhá. 19 giờ. Bắt đầu từ tuần sau sẽ đều là live, phần lớn sẽ đều live vào buổi tối từ 19 giờ đến 20 giờ giờ Việt Nam, và sẽ nội dung của những buổi tiếp theo sẽ là những phần hướng dẫn về cách làm từng dạng môn đai trong đề thi GPT, nên là mọi người cố gắng theo dõi nhé mọi người nhá. Ok, hi, deva minasan okaresama deshita. Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Nhớ để lại một tin cho xưa nha. Bye bye.